700 triệu đồng cho một chiếc túi xách mà handmade cá nhân theo ý tưởng, theo sở thích của những vị khách hàng. Một chiếc túi handmade dựa trên ý tưởng của khách hàng, kết hợp giữa quai đeo là Chanel và logo LV. Nhưng giá trị ở đây là tất cả quai đeo hay logo đều là vàng nguyên khối AU 750 chuẩn, vàng nguyên khối chuẩn hội ngoại để ra vàng hồng ánh sáng bóng, kết hợp với những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên, tuyển chọn từng viên một với những thông số kích thước đồng nhất về độ sạch, độ đẹp và theo tỷ lệ hàn, ổ, chấu và từng viên kim cương, và kỹ thuật chuyên sâu của máy móc chuyên nghiệp, kỹ thuật làm nguội của thợ cao cấp, chuyên hàng cao cấp kỳ lân luxury, tạo ra sự lấp lánh chiếu vô cùng sáng bóng, vô cùng long lanh, vô cùng lấp lánh trên chiếc túi này. Khi kết hợp từ vàng và kim cương, từ da là da cá tuyển chọn từ nhà thuộc gia nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, da từ nước Pháp. Một chiếc túi hoàn hảo và rất là phong cách. Một chiếc túi hoàn hảo phong cách. Khi đây là ý tưởng từ khách hàng, tất nhiên trong mỗi chúng ta sẽ có những sở thích riêng và có những ý tưởng riêng. Có những vị khách lại thích cá nhân hóa thương hiệu tên của chính bản thân mình. Có những vị khách lại thích kết hợp từ nhiều thương hiệu thành một sản phẩm mang đậm phong cách riêng của cá nhân mình. Và đây là một cái cụ thể là chiếc túi này. Khách rất thích Chanel và LV. Khách hàng đã có rất nhiều những cái túi xách từ Chanel, từ LV rồi. Và đây là một cái phiên bản khách muốn phá cách khi kết hợp handmade từ quay cầm là vàng nguyên khối AU 750 theo quay nắm xách túi xách của Chanel, logo từ LV và da cá từ nhà thuộc gia nổi tiếng ở nước Pháp. Và đây là một kết quả sau khi Kỳ Lân đã nhận từ đơn hàng của vị khách hàng, và Kỳ Lân đã hoàn tất một cách ngoạn mục và hoàn hảo, từ tỉ mỉ tinh tế đến hoàn thiện một cách xuất sắc nhất. Và Kỳ Lân vô cùng đã khi mà mình tạo được những sản phẩm mang đậm phong cách cá nhân của từng vị khách. Kỳ Lân Luxury phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc một cách thăng hoa nhất đối với những dòng sản phẩm cao cấp luxury theo từng yêu cầu của từng vị khách hàng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.